Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Protetor nha. Và tập này mình sẽ sử dụng nhân vật God các bạn. Nhân vật này nó sẽ có thêm 10 dam cho vũ khí Ethereal. Ethereal là cái gì thì tí nữa mình nói nha. Rồi, nó sẽ có 30% né. Và né cao nhất của nó là 90% các bạn. Những cái thằng nhân vật bình thường thì nó chỉ có 60% thôi. Nhưng mà cái thằng nhân vật này nó tới 90. Lý do là nó bị trừ 100 giáp các bạn. Mà các bạn âm giáp á, thì các bạn sẽ phải ăn thêm đam. Rồi, đây là cái vũ khí mà mình chọn các bạn. Vũ khí Ethereal nè. Đó, Godfling. Thì cái thuộc tính đặc biệt của nó là các bạn giết một lượng quái nhất định thì nó sẽ cộng thêm attack speed cho mình. Thì đây là 20. Đó. Rồi, mình sẽ chơi cái độ khó bình thường thôi các bạn. Mình sẽ không chơi một cái thằng nhân vật mà cái độ khó của nó cao nhất ngay cái lần đầu mình chơi. Mình sẽ không làm như vậy nha các bạn. Mình sẽ chơi từ từ. Mình thấy á, khởi động á, là độ khó 2 là vừa các bạn. Rồi, chúng ta sẽ phải từ từ cày lên tốc đánh các bạn. Đâm nó nè. Đâm nó nè. Rồi, quay 1 thì chúng ta sẽ cố gắng lên được 1% nha. 4, 3, 2. Đó, lên, thấy không, Rồi mình lên cấp luôn. Ok, thêm melee đam thôi. Thêm một cây nữa nè. Regen. Life steal. Rồi, khó nghĩ quá ha. Ok, mình có life steal cũng không cần nhiều đó các bạn. Mình lấy regen cho nó đi. Cái này là né harvest trừ thêm 1 milli dam dứt luôn các bạn. Rồi cãi nè, thấy cái này nó mọc cái cây trên đầu với lại nó quấn cái băng, các bạn thấy không? Cái băng này giống cái băng hoa hậu quá. Rồi cố gắng tĩnh tâm thôi. Harvest. Lấy harvest thêm đi các bạn. Ok, ngon. Material when with upgrade. Cái này ngon nè. Rồi, 3 cây. Chúng ta cứ farm từ từ. Chắc mình đợi tới lúc mà mình cầm được 6 cây á, thì mình sẽ giải thích về Ethereal là cái gì ha. Thì nói chung á, nó cũng đơn giản lắm các bạn. Thằng này mà nó cầm càng nhiều vũ khí Ethereal á, thì né nó sẽ tăng. Né nó sẽ tăng rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì giáp của nó sẽ bị giảm các bạn. Vậy thôi, rất là đơn giản. Ok, để này lại đi, để lấy regen. Đây, các bạn thấy ở cái cột bên phải không? Nó có chữ Ethereal ở trên kìa. Thì khi mà các bạn cầm càng nhiều vũ khí này, mình ví dụ maximum là 6 cây thì nó sẽ có 30% né. Nhưng mà bù lại giáp nó sẽ bị trừ đi các bạn. Trừ tới 5 giáp lận. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng cái vũ khí hệ Ethereal á, thì các bạn sẽ phải cân nhắc. Các bạn sẽ phải cân nhắc nha. Đối với những cái thằng nhân vật khác thì các bạn có thể cân nhắc. Còn đối với thằng nhân vật này thì nó sẽ phải không có suy nghĩ gì nhiều các bạn. Tại vì nó đã bị trừ 100 giáp rồi các bạn. Cho nên có bị trừ thêm 5 giáp nữa cũng không thành vấn đề gì. Đó, vậy thôi. Nè, thêm một cái vũ khí Ethereal nhưng mà mình không có chơi cây trượng cho nên mình không có chọn. Cái cây trượng này á, thì thuộc tính đặc biệt của nó lại là tăng máu các bạn. Cộng thêm một máu cho mỗi 20 quái giết nè. Rồi tiếp tục thôi. Mấy quỷ bắn xa này. Sát thủ âm thầm đó các bạn. Mình ghét mấy con option 1 hả? Mình ghét mấy cái thằng bắn xa này 10. Mình chết vì nó bao nhiêu lần rồi các bạn. Thế con option ít ra là tụi nó ủi mình. Tụi nó chỉ biết lao đầu về mình thôi. Mình có thể đoán được.
Còn mấy cái thằng này hả, nó đi theo cái không, các bạn thấy không, các bạn thấy không, mình chỉ cần lùi về thì nó dí theo mình, còn mình tiến lại nó thì nó lùi ra xa. Đúng là mấy thằng mất dạy. Rồi chúng ta sẽ có thêm né đi, thêm regen, thêm cái dao gồm bay nó lại nè. Mình duy trì nó ở một cái số lượng nhất định thôi các bạn, không nên lấy nhiều. Thì các bạn biết cái cơ bản về vũ khí Ethereal nó là cái gì vậy? Và mỗi cây nó sẽ có cái thuộc tính nha các bạn. Ví dụ như hồi nãy mình giải thích về cái cây cây dao này với cái cây trượng hồi nãy á, nó còn một cây rìu nữa. Cái cây rìu đó thay vì cộng tốc đánh như là cây dao này, hoặc là cộng máu như là cây trượng hồi nãy, thì nó sẽ cộng cho mình đam các bạn. 20 mạng thì nó sẽ cho mình 1% đam. Không, mình nghĩ đi nghĩ lại nó ngon lắm đấy chứ bộ. Tao vét đây. Tìm né chữ răng này. Tìm tốc độ này. Tìm cây dao này. Gồm bay này. Rồi, tiếp tục thôi các bạn. Tính lấy hút máu, tính lấy hút máu còn dơ nhưng mà thôi, để đi. Cũng chưa cần liền. Mình chơi cẩn thận ở mấy cái quay này là ngon rồi. Cái quay sau gặp thằng to con à, cũng được. Cái bạn đó, ít ra là mấy cái con ốc sên này nó lao vào mình thì mình biết là nó sẽ ủi mình. Còn mấy cái thằng quỷ bay bay á, má ơi khó chịu kinh khủng luôn các bạn. Nó thấy mình tiến lại nó là nó tự động nó lùi nha. Cây ức chế cho mình đó, nó khiến mình không có để ý nhiều tới nó. Ok, chúng ta sẽ có thêm cái gì đây? Lock đi. Rồi. À, răng. Hát thật, bích một chữ light steel. Cũng được, cũng được, cũng được, cũng được. Light steel, hát berry. À. À. Rồi, mấy cái này cái nào cũng ok các bạn. Mình không build lifesteal thì mình sẽ build theo cái đường heal khác. Mà quan trọng là mình phải cẩn thận thôi các bạn. Heal chứ mình cứ chơi cẩn thận thì mình đâu cần heal máu làm gì. Và mình sẽ hướng đến cái việc tấn công là cách phòng thủ tốt nhất các bạn. Mình sẽ cạo đầu khô cái đám quái này. Ui. Đó, không. Ê, cái thằng màu xanh các bạn dí theo nó. Giết nó. Giết nó. Đó, giết nó, chắc chắn rơi ra rương các bạn. Nó giống như là một cái thằng quái bình thường thôi, nhưng mà nó ôm một cái gì đó màu xanh, nó chạy vòng. Và các bạn sẽ phải rượt nó. Ok, chúng ta sẽ có thêm lấy light steel làm gì? Má HP này. Chùi. Thêm attack speed. Gồm bay nè. Lock. Harvest. Thằng đó. Dứt luôn. Hết tiền rồi. Không sao. Để đi. Ui, 15 máu các bạn ạ. Nhưng mà nó hên thì nó nhảy vào cái tỷ lệ né. Còn nó xui thì chết chứ sao. Đó, xét khẩu âm thầm các bạn. Nó mới cắt cổ mình á. Nó mới nạo mình 11 máu á các bạn. Xét khẩu âm thầm. Mấy con quái nhỏ nhiều ghê. Quá trời tiền luôn. Attack speed trừ đam à. Thôi bỏ đi. Uầy, sao toàn đồ ngon không vậy nè. Tất nhiên là lấy melee rồi. Lượm cái này.
Lượm cái này. Mua được con cây à? Lóc. Trout. Quay chín nè. Mua này cũng được các bạn. Ok, tiếp tục rồi. Xiên. Mình giữ ở 3, tí nữa chắc mình lên 4 rồi. Mình thấy quái quái đông. Bắt đầu thấy hơi ngợp ngợp rồi. Kiểu như là mình đối phó nó hơi chật vật đó các bạn, cho nên là mình sẽ cầm thêm một cây dao nữa. Hồi nãy mình khóa sẵn ở ngoài rồi. Tí nữa vô xong cái round này mình mua thôi. Rồi. Khi mà các bạn có lock nhiều á thì các bạn sẽ lượm được rất nhiều consumable rớt ra từ quái luôn. Tỷ lệ nó cao lên. 4 3. Rồi. Ê, crit hả? Cái này mình lấy crit chain nha các bạn. Crit chain, ok. Regen nè. Đam làm cái gì? Lấy răng không? Ok, lấy răng cũng được các bạn. Rồi, lượm hai cái này thôi. Phim quái nè. Phim không? Cầm bay nè. Ok, tiếp thôi các bạn. Rồi, 4 cây. Cầm 4 cây cho chắc cú các bạn. Rồi, mình thấy là mình khua bắt đầu hơi không kịp rồi. Mình sẽ tăng cái số lượng vũ khí lên. Né nè. Né nè. Non lắm mẹ anh ơi. Né nè. Hung dữ thôi chứ. Vừa phải phải thôi. Gặp mình hiền ăn hiếp không à. Ôi mấy anh ơi. Nãy mình có thêm răng á các bạn. Ui. Life steal regen này. Lượm cái này đi. Life steal của mình phải không mà cơ. Thêm cây nữa. Thôi cầm bả 5 cây đi cho chắc cú các bạn. Sợ quá. Sợ quá, sợ quá. Ron. Attack switches. Lượm cái này đi. Ôi, nó ngon quá mà sao không lượm được. Rồi 5 cây. Thôi, chắc dứt luôn 6 cây đi các bạn. Rồi, quên coi attack speed của mình nhiêu rồi. Khủng long quá. Phá vòng vây thôi các bạn. Đi ra khỏi cái chỗ nguy hiểm này thôi. Bình tĩnh. Campfire. Ê, cái này ngon quá trời luôn nè các bạn. Cộng regen này, tăng đam melee nè. Lụm thôi chứ suy nghĩ gì nữa. Cho thêm regen đi. Lấy speed không ta? Speed không? Lấy speed hay là thêm millidam hay là cái này ngon hơn. Mình đang có đam bị trừ. Nó lên dương rồi các bạn. Rồi, cái Triangle of Power này rất là phù hợp đối với cái con nhân vật của mình đang chơi luôn các bạn. Cái này á, mình sẽ nói về cái dòng hạn chế của nó nha.
Thì khi mà các bạn ăn đam á, mỗi lần các bạn ăn đam thì các bạn sẽ phải chịu trừ 2% đam. Nhưng mà cái thằng nhân vật của mình thì khỏi cần các bạn. Nó né cao. Với lại nó không chịu nổi 3 hit đâu. Cho nên là cái đam này mình sẽ bảo toàn được kha khá đó, cho nên mình sẽ chọn cái Triangle Power nha. Rồi. Thôi bỏ đi. Cái này không chơi các bạn. Cái Wisdom này nó rất là phù hợp đối với con Explorer. Nhưng mà thôi, không lấy cái này. Rồi, full dot nha các bạn. Ngon nè. Ok. Thôi, đi thôi các bạn. Quay 12. Đam nhiêu rồi? À, lâu lâu nó rít lên phơi lắm các bạn. 60 mấy đam hả trời. Lật thế. Rồi mình có 5 cây đúng không? Mình đang cầm 5 cây mà, đâu phải 6 cây đâu. Rồi tí nữa lùm cây kia là ngon. Cây kia là đồ đồ cam luôn rồi, đồ cuối luôn rồi các bạn. Kho. Kiểu gì đụng được mình. Không không mà còn giật đót lên là vẫn còn còn nguy hiểm nha các bạn. 21 máu á. Hai hit là lên đường. Không cần ăn đam nhiều đâu các bạn, mình cho tầm 2 hit là mình lên đường rồi. Richan của mình. Khó nghĩ thì chứ. Attack speed đi. Lượm cái này nè. Này là nó tăng 25% đam nhưng mà nó trừ armor. Rồi mình có 6 vũ khí rồi các bạn. Knockback của mình 2 à. Thôi kệ cho lên thêm đi. Này làm chậm nè các bạn. Rồi tiếp tục thôi. Ê. Nguy hiểm chưa các bạn? Đúng là sát thủ thầm lặng mà. Các bạn sẽ không kịp trở tay đâu. Rồi. Còn hiện lên dot là các bạn còn nguy hiểm. Tại vì dot của mình á, mình đã kéo lên 90 rồi. Kéo lên trên 90 rồi. Bây giờ đáng ngại đối với mình chỉ là mấy con bắn xa thôi. Nguy hiểm lắm. Ủa, Lifesteal trừ HP. Thêm cái địch này. Uầy. Cái này ngon nè. Trừ damage. Trừ 10% damage nhưng mà tăng tốc đánh. Khó nghĩ nha. À, tốc đánh của mình 200 à. Ít quá. Thêm tốc đánh đi các bạn. Harvesting. Cái này thì nó cáp cái máu của mình đó. Thêm dot. Thôi mình không cần dot nữa mà. Richan đủ chưa? Richan như đây đủ cho ta. Lấy thêm 19 luôn đi. Richan trừ armor nè. Regen này. Ok. Thì cái này trừ lifesteal. Trừ lifesteal. Ok. Mình lấy cái mammut đó các bạn, cho nên là mình chạy chậm rùa. Chạy vô cùng chậm luôn á.
Thật sự là mình cảm thấy attack pick của mình sao nó ít ít thế nào. Mình cũng đã cố gắng rồi. Attack speed của mình nó cộng liên tục luôn chứ bộ. Phải ít đâu. Thật sự là nguy hiểm luôn á. Cái con quỷ bắn xa này. Khó chịu quá à. Lấy thêm light steel đi. Armor khi mà đứng yên. Dẹp bà đi. Armor khi mà đứng yên. Đọc lên là thấy sai sai. Mình đã không thích đứng yên rồi. Thế nãy giờ mình chạy lăn xăng không? Rồi mình phải chủ động thôi. Chủ động đi càng quét các bạn. Má ơi sao còn những cái nhân vật nguy hiểm không vậy? Mình đang phân vân không biết có nên bổ sung thêm tốc chạy cho nó không. Phải chưởng thì ấn đúng kiểu gài mình luôn các bạn. Quay 15. Ôi, mình đâu có lock nhiều đâu mà sao được 5 đam ta. Circle ngay. Ta sẽ có thêm... Ồ, mình hồi máu cũng được được rồi đó. Thêm melee đam không? Roll này. Răng đam này. Roll thì mấy cái nữa. Lấy light steel đi. À, còn bay luôn. Thêm dot. Dot full bả rồi. Từ Harvest. Lùm cái này nè. Cái này thì ok. Rồi tiếp thôi các bạn. Quay 16. Mấy cái con giống như một cấp thì trời. Không biết ở cái lần chơi này mình kéo được cái tốc đánh của nó lên 500 không ta? Lực. Nguy hiểm vậy. Sáu trăm. Dot regen. Dot. Không thêm dot nữa đâu. Dot đủ rồi. Có thêm tốc đánh chứ dot gì nữa. Lấy cây đèn cày. Lấy cây đèn cày thì hơi dở. Cái này. Cái này trừ dot này. Ngon này. Răng nè. Răng cho nó tăng cái tầm các bạn. Thêm một cái nữa nè. Giờ lock cái này lại nè. Tầm bay nè. Thôi 7. Rồi. Chúng ta sẽ rồi, ở đó thôi. Trời ơi. Các bạn thấy nó thục không? Đáng sợ mà. Ơi. Ủa mình giết mấy cái con bự là nó đẻ ra mấy cái con nhỏ nhỏ vậy hả ta? Nghe build kiểu maximum dam có vẻ cũng ổn á. Nhưng mà các bạn phải có một cái lượng tốc đánh khủng khiếp như thế này. Ừ.
Rồi, tụi khó đứng yên coi. Tại vì mình có knockback đó các bạn. Hình như knockback hồi nãy mình bít lên lên 5 mà, lên 5 mà đúng không ta? À, bullet thôi, bỏ. À, knockback, từ từ tí nữa mình coi sao. Light steel. Vậy lấy light steel đi cho nó sống các bạn. Rồi, item prize nè. Ồ, trừ mo, trừ max HP, tăng dot, cộng speed thôi bỏ đi. Tào lao. Ôi. Every sec. À, bây giờ á, chúng ta đang có nhiêu đây tóc đánh. Thì mình hy sinh, mình tăng đam. Đúng không? 3 x 6 là 18. Mình sẽ phải bị trừ 18% tốc đánh, nhưng mà bù lại mình sẽ có đam các bạn. Rồi, khó nghĩ ha. Rồi mình lock cái này lại đi các bạn. Happy Regen to lock nè, ngon nè các bạn. Cái này cũng ngon nè. Giờ sau này lock mình đâu cần nhiều đó. Happy Regen nè. Ok, tiếp thôi các bạn. Option. Đâu đứng yên coi. Chà. Được rồi. Với tốc đánh như vậy khá rồi các bạn. Rao sao là mình phải phân dân giữa focus đó các bạn. Mình sẽ lấy focus. Người này máu ít quá anh ta. Đúng rồi, chứ ăn đòn cái là tê lắm á. Không đơn giản đâu các bạn. Đó, các bạn thấy mình ăn đòn chưa? À, mẹ nó. Mấy sát thủ âm thầm này chứ mấy thằng nào. Bà nội cha nó lú đầu ra, nó chọt mình một cái muốn ẻ luôn á. Răng này, lấy răng hai cái này trước đi. Rồi không đủ tiền mua luôn rồi. Thôi. Có hết combine được rồi, mua cái này. Drone này. Lock cái này nè. Rồi mình có ba cây. Thôi, quay 19 này. Mấy con sát thủ âm thầm đâu rồi? Chưa có spawn ra đâu, từ từ. Tí nữa các bạn thấy mấy nào bắn mấy cái cục tròn tròn ra đó. Quân mất dạy. Không một. Mình bị vây rồi các bạn. Mình bị vây khảm rồi. Xuyên hết mọi thể loại các bạn. Mình tính. Oh, 400. Không đủ rồi các bạn. Attack speed này. Tới bà ở quay 20 rồi. Ok. Rồi, hết rồi các bạn, xong rồi đó. Lên được tầm 3-4 cây à. Không lên được nhiều nữa. Attack speed nhiêu đây. Rồi, boss đâu? Rồi, boss này chống vánh rồi các bạn. Mình ở độ khó thấp thì chúng ta sẽ chỉ có một con boss thôi các bạn. Rồi, cái gì đây? Ritual. Nghi lễ hả? Nó sẽ trừ engineering nhưng mà nó cộng down các bạn. Ngon các bạn. Rồi, mình chỉ chơi ở độ khó 2 thôi nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.